Open top bus. Xe buýt mui trần. Xe buýt mui trần là phương tiện giao thông mà khoang trên được thiết kế để trần chuyên phục vụ hành khách tham quan ngắm cảnh thành phố. Hanoi bus. Xe buýt Hà Nội. Xe buýt Hà Nội là phương tiện giao thông công cộng quan trọng của Hà Nội, chuyên chở hành khách theo tuyến và đỗ tại các điểm dừng cố định dọc tuyến. Hanoi Metro. Đường sắt đô thị Hà Nội. Đường sắt đô thị Hà Nội với tuyến tàu điện Cát Linh Hà Đông có tổng chiều dài là 13,05 km với 12 ga trên cao. Tính từ ngày 6 tháng 11 năm 2021 đến ngày 26 tháng 5 năm 2022, tuyến đã vận chuyển được hơn 3 triệu hành khách. Shuttle bus. Xe buýt đưa đón công nhân. Xe buýt đưa đón là phương tiện đưa đón cán bộ, công nhân, nhân viên của các công ty đang sinh sống trong nội thành ra các khu công nghiệp, văn phòng để làm việc. Electric bus. Xe buýt điện. Xe buýt điện chạy bằng pin cùng với thiết kế hiện đại mang lại trải nghiệm mới cũng như giảm khói bụi nên cũng đang đóng góp vào sự phát triển giao thông công cộng tại Hà Nội. Traditional taxi. Taxi truyền thống. Taxi truyền thống được đặc trưng bởi có gắn màu trên nóc xe. Mỗi hãng xe taxi lại có màu sơn khác nhau giúp hành khách dễ dàng nhận diện và sử dụng. Technology taxi. Taxi công nghệ. Taxi công nghệ rất khó để nhận diện nếu chỉ nhìn bên ngoài xe. Việc đặt xe hay thanh toán gần như được giao dịch bằng app do hãng thiết kế và vận hành. Technology motorbike taxi. Xe ôm công nghệ. Mini bus. Xe buýt nhỏ. Xe buýt nhỏ linh hoạt hơn xe buýt cỡ lớn. Nó có thể di chuyển vào phố nhỏ và dừng đỗ không theo điểm cố định. Xe chủ yếu phục vụ và đưa đón học sinh, sinh viên. Ambulance. Xe cứu thương. Đây là phương tiện giúp chuyên chở bệnh nhân tới bệnh viện. Cycler. Xe xích lô. Xe xích lô chủ yếu hoạt động xung quanh khu phố cổ của Hà Nội, là phương tiện vận chuyển và giúp khách du lịch tham quan ngắm cảnh trên các con phố cổ của Hà Nội. Các bạn ơi, video này là video tổng hợp về các loại hình phương tiện giao thông, dịch vụ trả tiền tại Hà Nội. Hy vọng bạn xem video này bạn sẽ thấy thú vị và khám phá ra nhiều điều hấp dẫn mới. Và đừng quên ấn nút đăng ký theo dõi kênh để đón chờ những video mới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Tạm biệt các bạn. Bye bye!